Á hậu Philippines Tristan Dasara được đưa về quê nhà và những chuyến bay còn dang dở. Những ngày qua, vụ án á hậu tại Philippines kiêm nữ tiếp viên hàng không qua đời được tìm thấy trong khách sạn sau khi tham gia tiệc giao thừa cùng bạn bè, đồng nghiệp, thu hút sự chú ý lớn của dư luận cả trong và ngoài Philippines. Hiện nguyên nhân thật sự dẫn đến sự ra đi của Tristan Dasara, 23 tuổi, vẫn còn là một ẩn số. Trong khi đó, 11 nghi phạm có mặt tại đêm tiệc hôm 31 tháng 12 vẫn đang phải chịu đựng công kích của dư luận. Còn khá nhiều điểm khó hiểu trong vụ án vẫn cần lời giải đáp đến từ phía cơ quan chức năng. Theo Inquirer, vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, thi hài của Tristan Angelica Dasara đã được đưa đến trụ sở Cảnh sát Quốc gia Philippines, PNP tại trại Cremi, thành phố Quezon để thực hiện nghi thức khâm liệm cho nữ tiếp viên hàng không quá cố. Người phát ngôn của PNP, chuẩn tướng Itel Prandi Usana cho biết, chỉ người thân và vài người bạn của Tristan đều có mặt tại tang lễ riêng tư và trang trọng này. Những nghi thức cuối cùng đưa tiễn người quá cố dự kiến sẽ diễn ra sau khi thi hài của nạn nhân được đưa về quê nhà của mình. Một số hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, những người thân thiết với á hậu Philippines không cầm được nước mắt khi nhìn Tristan Dasara lần cuối trong quan tài lạnh lẽo. Theo các trang tin địa phương, vào sáng ngày 7 tháng 1, thi hài của Tristan được gia đình đưa về quê nhà ở thành phố General Santos. Được biết, hãng hàng không PAL Express, nơi Tristan từng công tác, chịu trách nhiệm thực hiện chuyến bay cuối cho người nhân viên quá cố. Quan tài của cô được bọc kín kỹ càng và đặt vào khoang máy bay trước khi khởi hành. Cùng ngày 7 tháng 1, bác sĩ Marichi Ramos, đồng thời cũng là người quen biết với gia đình nạn nhân, cho hay nhà Dasara tích cực phối hợp cùng Cảnh sát Quốc gia Philippines PNP để điều tra về cái chết của con gái. Bà xác nhận cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai đã được thực hiện, nhưng nói rằng kết quả được giữ bí mật. Tristan Angelica Dasara sinh năm 1997, là người đẹp nổi tiếng người Philippines với số người theo dõi trên trang cá nhân đông đảo. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp ở đảo quốc này và đạt danh hiệu Á hậu ở thành phố Silva Davao. Sau đó, chuyển sang công việc tiếp viên hàng không tại hãng PAL Express. Cái chết đúng đêm giao thừa của Tristan khiến nhiều người thân, bạn bè bàng hoàng, đau xót. Trước khi gặp nạn, người đẹp Philippines có cuộc sống mơ ước, thường xuyên được du lịch trong và ngoài nước, check-in tại những nhà hàng, quán bar sang chảnh, tiệc tùng cùng bạn bè. Đêm giao thừa, tiếp viên hàng không 23 tuổi nhận lời tham gia tiệc với nhóm bạn, sau đó được phát hiện tử vong trong bồn tắm với dấu hiệu nghi bị hiếp dâm. Dù trước đó vài tiếng vẫn video call về cho mẹ thông báo tình hình. Mới bắt đầu công việc tiếp viên hàng không từ tháng 5 năm 2019, tức là chưa đầy một năm trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, nên Tristan chưa có nhiều cơ hội bay nhiều chuyến quốc tế. Trong đó, chuyến đầu tiên là tới Hàng Châu, Trung Quốc. Cô nàng chủ yếu bay trên các chuyến nội địa Philippines. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông thường xuyên chia sẻ tình yêu nghề, yêu những chuyến bay và khoảnh khắc hạnh phúc bên đồng nghiệp. Đây cũng là nghề mơ ước của Tristan từ nhỏ vì cô luôn muốn được du lịch khắp nơi. Có mức thu nhập khá từ công việc tiếp viên hàng không, Tristan thường ghé qua các nhà hàng sang chảnh và mở tiệc cùng bạn bè. Sự ra đi đột ngột và đau đớn của người đẹp khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.